Có rất nhiều loại nấm độc đây các bạn. Cái nấm này trông rất là đẹp nhưng mà thực tế là rất độc. Quá chừng không. Nấm này ăn vô là chết liền đó các bạn. Rất là độc. Nó mọc khắp nơi hết rồi các bạn, dọc tới đây nè, quá chừng luôn. Hình ảnh thì rất là đẹp, cái nấm thì trông rất là đẹp, màu sắc rất đẹp nhưng mà lại rất độc. Nó mọc khắp nơi trong này rồi các bạn. Wow. Wow. Quá chừng các bạn ơi, cái nấm nào mà ngó thấy nó giống như là cái bánh cam đó. Ở trên cũng như là những cái hạt mè bỏ lên trên giống như bánh cam, nhưng mà đây là cái loại nấm nó gọi là amita hay là cái gì đó, nó rất là độc. Cái này ăn vô là chết người luôn. Nếu mà ai mà không biết đó, lấy mấy cái nấm này mà về mà thấy tưởng đâu nó ngon mà lấy mà ăn đó là coi như là giả từ luôn đó. Quá chừng. Đây có người nào họ vô họ lấy họ nhổ ra họ coi nè các bạn, đây nè, đây cái nấm nè, to ư không. Này có cái ring này, với cái tạo xíu đái của nó to hơn. Đây là một trong những loại nấm mà độc. Này nó mới lên thành nó mới lên này nó chưa có nở ra, nó giống như một cái bánh cam này nè. Thầy bạn giống như cái bánh cam. Vô cùng độc. Khắp nơi hình như giống như cái bánh cam. Cái khu này sao mà đâu mà nó quá chừng luôn. Giống bánh cam quá các bạn. Trước thì có cái nấm to, to quá đẹp luôn. Cái này nếu mà ăn được thì thôi á. Rất tiếc là nó ăn không được, chứ nếu mà ăn được thôi thì có vẻ ngon quá. Để cho các bạn xem cái phần ở dưới này thử nha nha. Đó.
màu sắc thì rất là đẹp nhưng mà lại vô cùng độc. Nó rất là thơm đó các bạn. Cái nấm này mà hử rất là thơm, thơm cái mùi nấm lắm á. Thành ra khi vào rừng mà kiếm nấm á, các bạn nên cẩn thận á. Cái nào mà mình không biết á thì không nên hái đem về mà ăn, rất là nguy hiểm. Tưởng nó ngon nhưng mà vô cùng độc các bạn. Nấm này nấm là âm tà hay gì đó. Đây. Đây, cái khu này là nó mọc khắp nơi hết. Quá chừng luôn.